là trường quốc tế đấy. Citin sẽ sắp tới sẽ giật học bổng vô để học trường quốc tế quận 7. Gọi là giật học bổng nha mọi người. Đi giật quận 7 á. Quận 7 thường mấy cảnh lên phim là hay mấy cảnh đây nè mọi người. Gần bờ sông nè. Hay lên phim đó. Đó, bến thầy nha mọi người ha. Bến thầy. Sông xanh thử. Đây là cái hai. Cái này là cũ, còn cái kia là mới nè. Đó. Con không để mẹ dịnh là con xong rồi thấy không? Đây quán 909 của Citin nè. Ở đây hàng quán 909. Đường xanh 2 giây. Ngồi đợi bộ mấy xe trước cũng đâu qua được đâu. À. Ở nhà có tên kìa. Chạy mạnh ơi. Hay logo không? Đỏ mà. Trời ơi, ừ. Bi. Tòa nhà có tên. Có logo kìa. Nào. Thì vì người ta ý hết trên mấy đường xanh, thì lúc đó vùng xanh thì mặc dù bán lại nhưng mà ta cũng không đi. Phải bảo vệ vùng xanh chứ. Chị Nguyễn Nhã đã trả lời kênh chiếc Citin vừa xin đây. Đây là trường quốc tế đây. Citin sẽ sắp tới sẽ dịch học bổng vô để học trường quốc tế quận 7. Gọi là dịch học bổng nha mọi người. Đi dịch quận 7 á. Trường Đinh Thiện Lý. Bởi Google ổn quá Google. Đây. Đây là dịch vụ du lịch bờ sông nè. Được mà, trường nào trả dịch. Quận 7 thường mấy cảnh lên phim là hay mấy cảnh đây nè mọi người. Gần bờ sông nè. Hay lên phim đó. Và bây giờ mở thêm một cái dịch vụ bờ sông nè, bến Du Hèn nè. Đây bự lắm. Siêu bự luôn. Đó, bến thầy nha mọi người ha. Bến thầy. Sông xanh thử. Đây là cái hai. Cái này là cũ, còn cái kia là mới nè, có cái nhà mới anh chị nè. Đó. Chưa. Con. Cái khác nha. Đây gọi là cái gì? Rồi. Mắt mọi người đây là cầu Thầy Tiêu 2. Đặc biệt là phải kể tới bên trái mọi người á. À, có một cái cầu đây. Mà chỉ sống về đêm thôi chứ ban ngày nó không sống nổi. Không có cầu không nhiều thôi. Chỉ có được ban đêm mới ánh lên thôi. Nó gọi là cầu ánh sao. À, nó sống về đêm. Ngày là nó tiêu tùng. Đây nhìn thấy nhà tiêm tên. Ủa cái tàu nó phải của mình đâu? Tàu nó của ai mà? Cái đó của quân. Quân hả? Tàu của mình thì nó phải tàu mình 34 cũng. Ủa? Gọi là cái cao. Xanh như kia hả? Ừ. Của mình 34 là cũng cao. Cũng cao top 2, top 3 gì nữa. Có đèn không? Sao không thấy đèn chứ? Có đèn đỏ. Mẹ dịnh đi nè. Rồi. Mẹ. Này cái đèn xanh không thấy luôn á.
Hỏi gì đây không? Hỏi có đèn không á? Xanh thì đúng là vùng xanh, thì mặc dù bán lại nhưng mà ta cũng không đi, ta phải bảo vệ vùng xanh chứ.